Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu một bức tranh một cô gái rất là kiêu sa, chồng rất là lạnh lùng. Bắt đầu với mái tóc. Hôm nay mình sẽ tô màu cam đi. Gái sẽ mặc chiếc áo màu gì đẹp. Chiếc chân váy màu nâu. Vậy là mình đã xong rồi đấy các bạn ơi.
mình sẽ giải đáp những thắc mắc của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn các bạn.